Ukraine bắn cháy Su-25 Nga Quân đội Ukraine tuyên bố đã bắn hạ tiêm kích Su-25 của Nga ở khu vực phía đông Donetsk bằng hệ thống phòng không Vakvai Các chiến binh Ukraine thuộc lữ đoàn cơ giới số 28 đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Nga. Theo hướng Kramatos, Bộ Quốc phòng Ukraine chia sẻ trên mạng xã hội X hôm 28 tháng 8. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, chiến đấu cơ Su-25 bị bắn rơi khi đang cố gắng tấn công vào các vị trí của các đơn vị thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine trên Telegram, lữ đoàn cơ giới số 28 đã chia sẻ đoạn video chiếc Su-25 bị bắn hạ ở Donetsk và cho biết số phận của phi hành đoàn trên máy bay Nga chưa thể xác nhận. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oryx của Hà Lan cho hay, kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, Moscow đã mất 112 máy bay và 15 chiếc khác bị hư hại. Oryx cho biết thêm, Ukraine đã mất 94 máy bay cùng với 3 chiếc bị hư hại và một chiếc bị Nga tịch thu. Còn theo Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraina, Nga đã mất 368 máy bay.